giỏi ngữ pháp, nhưng nghe và nói thì lại rất kém. Điều này là do từ trước tới giờ, các bạn vẫn thường làm quen với những kiến thức trong sách giáo khoa. Nhưng trong tiếng Anh giao tiếp thực tế, có những từ không giống với những gì chúng ta đã được học. Điển hình là những phần nuốt âm, giảm âm. Người bản ngữ rất hay sử dụng lối nói tắt, hay nói cách khác, họ có xu hướng đơn giản hóa các câu cụ bằng cách lược bỏ âm hoặc giảm âm. Ví dụ như cụm từ one, two sẽ được nói thành wanna, hay going to sẽ được nói thành gonna. Nghe đơn giản hơn đúng không nào? Trong bài học này, tôi sẽ giới thiệu và giúp bạn làm chủ những câu cụ như thế. Chúng ta cùng bắt đầu. Các bạn đọc theo tôi nhé. Got to, gotta. He's gotta go to work. Going to, gonna. I wanna see my sister. Have to, have to. You have to pick up the books. Has to, has to. She has to fly home. Want to, wanna. I wanna eat now. Doing, doing. What are they doing there? Get you, getcha. I getcha a cookie. Got you, gotcha. I gotcha some water. Bet you, betcha. I bet you know the answer. Don't you, don'tcha. Don't you need help? Won't you, won'tcha. Won'tcha play one more song? What are you? What are ya? Whatcha? What are you doing today? What you doing today? Kinda. Kinda. My kinda plays. Lot of. Lotta. A lot of guys. Could have. Coulda. You coulda stopped. Should have. Shoulda. He shoulda gone. Would have. Woulda. I woulda known. Must have. Musta. She musta lied. Might have. Mighta. You might have helped. Don't know. Do know. I don't know the answer. Is he? Easy. Is he a teacher? Would he? Would he? Would he help me with this exercise? Did you? Did ya? Did you go to the store?